chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Đến cho người, người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con.
Cha và ơn công việc của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa xung quanh anh San Tôn Công và chị Maria Hoa. Trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là sự phước quan trọng đặc biệt. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô bận hoàn ban này Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân đầu đón nhận ban phúc lành và làm cho các đôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên tổ. Tình danh Thiên Chúa trên ngang tầm giáo dục, phụ nữ nét ra là ân phúc tuyệt vời.
không chi quý giá bằng người thị hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Beach.
dịp này thật cao cả, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Xin từ lời nói mà chúng ta gọi là nhẫn nhục,
cần sự hy sinh lắm. Mỗi người một tin một đêm, chẳng ai giữ lại cả. Tình bài giữ lại, không ai giữ lại cả. Một người nam và một người nữ nữa đó, khác nhau. Rồi khác nhau về nền giáo dục, khác nhau về tính tình, khác nhau về cái lối nhìn về xã hội, khác nhau về cách giáo dục con cái, khác nhau về mọi thứ. Ấy vậy mà bây giờ lại nên ổn với nhau, được một gia đình với nhau. Tôi thấy là sự hy sinh của mình, sự hy sinh riêng mình và sự hy sinh trong đời sống gia đình vợ chồng với nhau cần thiết vô cùng, nhưng chúng cần lắm. Người phụ nữ thì dễ đau khổ với cái lời nói của mình, các bạn các chị đúng không? Dễ đau khổ với cái lời nói của người khác nói mình, dễ đau khổ, dễ bị tổn thương. Người đàn ông mình có khi mình nói được hơn hơn là người phụ nữ là cái thứ mại. Các ông như vậy mình nói thế thôi, khi lại quên ngay. Và tôi vẫn hay nói rằng là người chồng đó khi là nói vô với tôi chứ sau đó thì không vấn đề gì cả, vẫn yêu tôi bình thường. Mà phụ nữ thì không như vậy. Chồng nói nặng mình dễ nhớ lắm, nhớ mãi. Và như vậy cuộc sống nó khổ. Người phụ nữ cần một sự quảng đại và rộng rãi. Cả lớp đọc người ta chị mới nói về tôi xong là không vấn đề gì cả. Người phụ nữ không phải cứ vì thế mà cứ nhớ cho nó khổ ra. Tôi khi mà dạy sống hôn nhân, tôi nói với bạn rằng là mình biết gì nhá, biết gì nhá. Không hài lòng người chồng nhưng mà mình nên cách có bác sĩ bằng ít nhất là bản thân thì cũng kể tí cảm giác là tâm hồn mình nó nhẹ nhàng hơn, không có là cứ để góp thì mình khổ. Đương nhiên rất là cần thiết phải có sự quảng đại và rộng rãi để mà tha thứ cho nhau, nhưng mà cũng cần có những người bạn để mà mình chia sẻ được tâm hồn mình cảm thấy được thanh thản hơn. Cần người đấy. Và đời sống hôn nhân đó là sự hy sinh cả cuộc đời. Xin toàn vẹn con người, hy sinh bằng việc làm. Ở trong gia đình nhá, đối với tôi nhìn đó là người chồng phải là người chính yếu trong việc tìm kiếm tài chính trong gia đình. Người chồng phải là người chính. Chính yếu và người vợ cùng với người chồng để mà cho tài chính gia đình tốt hơn. Và chính yếu là phải người chồng. Người chồng mà không có siêng năng chịu khó thì chắc chắn là gia đình thiệt thòi. Nhưng trên thực tế là có những người chồng đi vào xuống gia đình rồi vẫn lơ là, có thể là hiện mình làm không có khá nhưng mà mình chịu khó hơn, phải siêng năng hơn. Còn bất cứ ai lơ là trong việc kiếm tài chính cho gia đình mình, người đó chưa sống đúng cái trách nhiệm mà Chúa đã giao cho mình. Tôi mà nhìn các anh có gia đình rồi là vẫn cứ nhận nhơ, xong rồi vẫn đặt những cái sở thích của mình, những cái đam mê của mình lên trên gia đình là sai. Tôi nói thẳng với các anh em khi bảo vệ sống tốt nhất đấy. Nhưng bạn mà hút ma túy á, một ngày 200-300 ngàn chết mọi người còn tiền đâu mà lo gia đình, đúng không? Không xứng đáng đến vợ, không xứng đáng để lấy vợ á. Những người đó không xứng đáng để lấy vợ, bởi vì anh không lo bản, không lo không đổi bản thân anh thì anh lo cho ai, đúng không? Mình chích vào bản thân mình mấy trăm ngàn ngày thì còn đâu đâu tiền đâu mà lo gia đình, mình chỉ là gánh nặng cho người khác thôi. Khi mà đời sống hôn nhân nó cần sự hy sinh lắm, mình phải đặt gia đình mình lên trên cái sở thích, cái đam mê của mình, đặt gia đình mình lên trên. Nếu không đặt gia đình mình lên trên là sai. Đó là sự hy sinh. Và cuộc sống luôn luôn là sự
làm hàng ngày, có việc chăm sóc nhau, hy sinh ra vậy. Tôi nói vui với lại các anh bên trường ấy, có cậu nào rửa bát cho em không? Có không? Có không? Và sự hy sinh đấy có giá trị vô cùng, ngày là sống lại
tiền dư của hy sinh thập giá, nhưng không tiền tiêu của sự phục sinh vì những điều tốt đẹp. Sự hy sinh của chúng ta đã có giá trị bằng việc sống gia đình hạnh phúc, bằng việc con cái chúng ta ngoan ngoãn học hành tốt lành, thì đó là những điều phục sinh đấy. Và gia đình cần ẩm rất là quý giá. Cho nên chúng ta cầu mong, cầu xin Chúa tất cả gia đình của chúng ta trong đời sống của mình cũng hy sinh từ lời nói, xin bằng việc làm, xin toàn vẹn con người để mà chung thủy với nhau, để yêu thương nhau, hy sinh cho nhau. Và nhờ vậy chúng ta có một gia đình hạnh phúc, bình an, thánh thiện, đạo đức, mang lại điều quý giá cho nhau, cho con cái, cho giáo hội, cho thế giới này. Chúng ta đặc biệt cầu cho hai bạn, cho Công và cho Hòa, đi vào đời sống hôn nhân, hy sinh cho nhau để mang lại những điều tốt đẹp cho nó, cho gia đình của mình, cho con cái, cho thế giới này. Anh chị rất thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa thác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Anton Công và chị Maria Hoa, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha, con không. Thưa cha, con không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa cha, con có. Thưa cha, con có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Bắt tay phải của nhau. Quay vào. Anh Anton Nguyễn Văn Công, xin nhận em Maria Đặng Thị Hoa làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em, mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Đặng Thị Hoa, xin nhận anh Anton Nguyễn Văn Công làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chô tùng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng dung thủy. Amen. Em Maria Đặng Thị Hoa, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Anton Công, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay chúc mừng anh chị. Thank you.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập bí tích hôn phối để thánh hóa đôi bạn trong giao ước tình yêu bền vững của người. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Gia đình là hội thánh tại gia, xin cho mọi thành viên trong các gia đình luôn biết cầu nguyện, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, để tình Chúa tình người luôn được nồng thắm. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Thiên Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và yêu anh cho chúng ta cùng đoàn thể hơi thánh người.
Lạy Chúa chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử của Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng, bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới, và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tôn ngô rằng: chúng con khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thứ ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là bảo nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang truyền Chúa chứng chết và kiên sân Chúa sáng ngày. Cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh An Tôn Công và chị Maria Hoa mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn.
Nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lành Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: bàn thờ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng bí tích mình và máu Chúa Kitô được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly. Điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và hội thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành một cộng đoàn phu thê đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỷ Chúa là Maria Hoa được ơn biết sống yêu thương thuận hòa,
luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời, hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời đôi tân hôn về chỗ. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời xin quý cha cùng quý thầy, quý sơ cùng đoàn chúng ta an tọa. Đôi tân hôn có lời cảm ơn. Trọng kính cha xứ Vĩnh Sơn, trọng kính cha Đa Minh, kính thưa thầy phó tế, quý cố, quý chức hội đồng mục vụ và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ, ngày ghi dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của chúng con, ngày mà tình yêu của chúng con được Thiên Chúa chúc phúc, được liên kết mật thiết với người qua bàn tiệc thánh, để giờ đây chúng con bước vào đời sống mới, đời sống hôn nhân và gia đình. Trong giờ phút dạt dào hạnh phúc và cảm mến, cho phép chúng con được bày tỏ lòng tri ân, cảm tạ. Trước hết, cho chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng con cách lạ lùng, và nay lại còn lạ lùng hơn nữa khi liên kết chúng con qua bí tích hôn phối. Chính bí tích tình yêu này đã gắn kết chúng con lên một, nên một xương, một thịt, để tạo dựng nên con người mới, hầu làm vinh quang Đức Chúa. Chúng con xin tri ân cha xứ, suốt thời gian qua, dù công việc ngày Tết cùng mục vụ bận rộn, nhưng cha đã lo lắng giúp đỡ, hướng dẫn chúng con trong hành trình đức tin, cũng như giúp chúng con thêm những hành trang mới trong đời sống gia đình. Đặc biệt, hôm nay cha đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con được tổ chức thánh lễ một cách long trọng và sốt sắng. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho cha. Chúng con xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, cho các gia đình trẻ biết chu toàn bổn phận làm vợ, làm chồng và làm cha mẹ mẫu mực, để nuôi dạy con cái nên người, giúp ích cho giáo hội và xã hội. Chúng con xin tri ân cha Đa Minh, dù công việc mục vụ bận rộn, nhưng cha đã nhận lời để cùng tham dự thánh lễ và chia sẻ trong thánh lễ kết thúc trăm năm cho đôi tân hôn chúng con hôm nay. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho cha. Chúng con xin tri ân cha Du Xia, chính sư Bái Xuyên, giáo phận Hà Nội, thầy phó tế, cũng là người anh của chúng con. Quý ngài đang hướng dẫn đời sống đức tin và luôn nhớ cầu nguyện cho chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa trả công tội hậu cho quý ngài. Xin Thiên Chúa luôn đồng hành với quý ngài trên bước đường dâng hiến và phục vụ. Chúng con cũng xin cảm ơn quý hội đồng mục vụ, ca đoàn, ban kèm và cộng đoàn đã đồng hành, giúp đỡ và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị. Giờ đây, chúng con xin phép quý cha, quý thầy phó tế và cộng đoàn cho phép chúng con được bày tỏ lòng tri ân tới ông bà, bố mẹ hai bên và những bậc sinh thành dưỡng dục để chúng con khôn lớn thành người. Ông bà và bố mẹ kính yêu, chúng con tạ ơn Chúa vì những thừa hưởng, vì được thừa hưởng gia sản đức tin từ chính gia đình là trường học đầu tiên. Ông bà, bố mẹ đã luôn dành trọn tình yêu thương để dạy dỗ, nuôi nấng, hướng dẫn chúng con, nhất là trau dồi cho chúng con đạo làm người và làm con Chúa. Chúng con xin khắc ghi công ơn trời biển của cha mẹ, ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục bao ngày. Chúng con xin mãi không quên, nhất là hôm nay, ông bà, cha mẹ
và gia quyến đã tạo điều kiện để chúng con chuẩn bị đón nhận hồng ân của bí tích hôn phối, cũng như gói hành trang cần thiết để bước vào đời sống gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho ông bà, cha mẹ, cũng như những người thân yêu sức khỏe và bình an. Một lần nữa, chúng con xin tri ân quý cha, quý thầy, quý hội đồng mục vụ và toàn thể cộng đoàn. Chúng con xin cảm ơn. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà các anh chị. Amen. Xin cho các anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, để những người đau khổ, đói nghèo nhìn thấy các anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các anh chị vào lâu đài vinh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi.
hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy.